Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Chúc mừng sinh nhật. I love you. Happy birthday Đất Việt VAC with love. Minh Tú xin kính chào đại gia đình Đất Việt VIC Group Holding. Minh Tú rất là cảm ơn tập đoàn Đất Việt VIC Group đã là một bệ phóng vững chắc, uy tín, là nơi mà giúp cho các nghệ sĩ có thể thăng hoa, thể hiện cũng như đeo đuổi đam mê của mình. Mà quan trọng hơn cũng là nơi tìm ra được những tài năng trẻ, tạo nên được xu hướng, góp phần xây dựng nền giải trí của nước nhà. Đất Việt VIC có một hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí hàng đầu và lâu đời nhất tại Việt Nam. 29 năm là một hành trình rất dài, và để có được những thành tựu như ngày hôm nay thì suốt 29 năm qua, Đất Việt đã không ngừng phấn đấu và phát triển. Và tất cả những thành viên trong Đất Việt đã không ngừng lao động mỗi ngày để đưa ra được những chương trình rất hay và ý nghĩa cho khán giả. Đất Việt là một cái cầu nối để giúp cho AC đến gần hơn với khán giả và được khán giả yêu thương nhiều hơn, biết đến nhiều hơn. Đến Đất Việt VIC đã tạo điều kiện không những cho Thảo Trang mà rất nhiều nghệ sĩ khác đến gần với quý vị khán giả. Là đơn vị truyền thông đầu tiên và lâu đời nhất tại Việt Nam. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa các công ty thành viên đa chức năng, nội dung và các nền tảng giúp cho đời sống tinh thần được phong phú hơn, và ngoài ra cũng đem lại những lợi ích thiết thực. Chặng đường làm việc với Đất Việt sau những cái nhận được sự đóng góp to lớn của Đất Việt cũng như là sự yêu thương của tất cả các anh chị trong ekip đã dành cho Sông Luân và đem đến cho Sông Luân những thành quả rất to lớn. Sông Luân rất cảm kích điều đó. Mỗi vùng miền, mỗi nơi, hai ngày một đêm cũng giống như là Tuấn đặt chân tới đều có những kỷ niệm vui rất là thú vị đối với Tuấn, sẽ nhớ mãi trong cuộc đời của Tuấn. Yêu cảm thấy bản thân mình cảm thấy thật là may mắn khi mà luôn được đồng hành với Đất Việt VIC với nhiều vai trò. Đó là cơ hội để cho Như được gần gũi với quý vị khán giả, đó là cơ hội để Như được thỏa mãn cái niềm đam mê. Rekka rất là hân hạnh khi được cùng đồng hành cùng với Đất Việt từ chương trình Rap Việt mùa 2 cho đến tận bây giờ. Xuyên suốt quá trình làm việc với Đất Việt, Rekka được ekip và các anh chị trong Đất Việt hỗ trợ rất là nhiều. Cảm ơn Đất Việt đã giúp cho Rekka có những cái nhìn mới về cách làm nghề. Ở những cái năm 2015 thì Angel vào đây rồi đã mở cho mình một cái chặng đường mới, chặng đường gắn liền với lại Đất Việt VAC. Xin chào Đất Việt VAC, xin chúc mừng sinh nhật 29 tuổi của Đất Việt VAC. Ngọc Anh thì đã có may mắn được đồng hành với Đất Việt VAC được khoảng 9 năm rồi. Rất là cảm ơn Đất Việt VAC rất nhiều đã cho Ngọc Anh có cơ hội được đồng hành với tất cả các khán giả của mình trong những bộ phim hay là những chương trình truyền hình rất là ý nghĩa. Đất Việt VAC là đơn vị truyền thông rất lâu đời, và sau 15 năm thì Trang cũng may mắn được một lần nữa được trở lại cùng với chương trình đã rất là thành công trong năm vừa qua là Ca Sĩ Mặt Nạ. Đỉnh cao chưa ai vươn tới. Đầu tàu trong mọi lĩnh vực. Hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí hàng đầu tại Việt Nam. Hùng mạnh, vững chãi. Năng động nè, vui nè, văn minh nè, nó là nhiệt huyết, hết mình hết sức và rất là sáng tạo. Yến xin thương chúc cho toàn thể nhân viên của Đất Việt VAC sẽ luôn có một sức khỏe thật tốt để có thể làm thật nhiều chương trình hay và hay hơn nữa. Kính chúc cho tập đoàn mình sẽ tiếp tục phát triển và mang đến cho khán giả những trải nghiệm giải trí tuyệt vời nhất trong tương lai, mãi mãi là một bệ phóng vững chắc nhé. Và nhân dịp sinh nhật 29 năm của Đất Việt VAC, kính chúc cho Đất Việt VAC sản xuất được nhiều sản phẩm thật là tốt để mang đến cộng đồng. Và đặc biệt là chúc cho Đất Việt VAC tâm huyết, linh động và trường tồn. Đất Việt VAC sẽ luôn luôn nhiều sức khỏe, luôn luôn nhiều năng lượng, nhiều sự sáng tạo để cho ra nhiều nữa chương trình thật hay, chất lượng mang nhiều ý nghĩa. Xin chúc cho Đất Việt VAC Group Holding mạnh mẽ, kinh nghiệm trí truyền thông lớn mạnh và đem lại những chương trình thật hay và giá trị nhiều văn hóa cho tất cả các khán giả. Mỗi năm mỗi mùa sẽ đem lại một bộ phát mới, một phiên bản mới cho tất cả quý vị khán giả cùng xem. Một lần nữa xin được chúc tất cả các anh chị trong ekip sức khỏe. Xin gửi lời chúc
tập đoàn mình một sinh nhật tuổi 29 đầy năng lượng và hứng khởi. Minh Tú mong đây sẽ là một chương tiếp theo đầy những dấu ấn rực rỡ. Chúc cho đất Việt ngày càng phát triển và thành công thêm nữa. Tất cả mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe nè, và tất cả những cái gì mà mọi người làm, tất cả những cái dự án mà mọi người đem đến, những cống hiến của mọi người đem đến cho khán giả sẽ đều thành công hết nha. Chúc cho đất Việt VAC mãi là một người bạn đồng hành thân thiết và không thể thiếu hàng ngày của tất cả khán giả thân yêu nha. Xin chúc cho đất Việt VAC gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Nhân kỷ niệm 29 năm ngày thành lập của tổ hợp đất Việt VAC, Quốc Thái xin chúc quý công ty luôn dồi dào sức khỏe, không ngừng phát triển và luôn mang đến những sản phẩm tinh thần thật bổ ích và hấp dẫn dành cho quý vị khán giả trong nước cũng như là khán giả kiều bào trên toàn thế giới. Chúc cho đất Việt VAC 29 năm rực rỡ và nhiều năm rực rỡ hơn nữa. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 29 của tổ hợp đất Việt VAC, Hứa Kim Tuyền xin chúc cho tổ hợp đất Việt VAC sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn và đặc biệt là tạo ra được thật nhiều những chương trình cũng như là những sản phẩm được khán giả Việt Nam yêu mến và tin dùng. Happy birthday đất Việt VAC with love. Happy birthday đất Việt VAC cũng có nên lựa chọn 29 tuổi. Happy birthday đất Việt VAC. Happy birthday. Chúc mừng sinh nhật. Happy birthday. I love you. Mãi bên nhau bạn nhé. Happy birthday đất Việt VAC. Happy birthday, I love đất Việt VAC.